khi được biết đề là món ăn của anh Đức Nguyễn, và khi mở ra nó là món cá hồi salmon confit, thì thực ra là mình chưa bao giờ mình ăn thử cái món này cả, và mình cũng chưa nghe nói đến salmon confit. Khi mà nhìn thì mình cũng chỉ nhận ra được cái yêu cầu của nó là miếng cá trông phải còn sống, nhưng mà thật ra thịt thì nó đã chín rồi. Thì mình đã từng đọc qua tài liệu về cái việc này thôi, còn món thì mình chưa được ăn. Cái phương pháp mà mình sử dụng hôm nay là phương pháp sous vide. Mình sous vide cái miếng cá hồi đầu tiên, mình bắc một nồi nước lên, mình cho nhiệt độ lên rất là từ từ với cái nhiệt kế được để sẵn ở trên mép nồi. Sau đó thì mình cho miếng cá hồi vào trong một cái túi đựng thực phẩm, trong đó có dầu ô liu, hai lát chanh, vài nhành than và tỏi đã được dập sẵn. Mình bằng mọi cách thì mình muốn rút hết tất cả không khí ở trong cái túi đó ra và cuộn tròn để cho các chất protein ở trong con cá nó được giữ chặt cùng với dầu ô liu ở trong, thì nó sẽ làm vị của con cá nó được ngon hơn. Sau đó thì mình để trong vào nước, ban đầu mình xét với nhiệt độ khoảng 47 độ C, nhưng mà cái miếng cá đầu tiên thì nó đã bị hơi quá 50 độ, thế nên là cái nhiệt độ đã làm đổi màu miếng cá. Thì mình phải thử đến miếng thứ ba thì mình mới xét được cái nhiệt độ là 45 độ C, thì miếng cá nó ra đúng được cái màu mình mong muốn. Mình nhìn quanh được một thời gian thì có lẽ là các thí sinh cũng đã bắt đầu quan sát được nhau và biết cách làm. Thì phần đông trong số đó là mọi người làm bằng theo cái mình biết, thì đó là poaching, nghĩa là luộc salmon ở trong olive oil cùng một số các hớp khác, một số khác lá thơm. Bây giờ cái này mình có biết, nhưng đối với mình, tại mình không hiểu cái từ confit, thì đối với mình đó lại là luộc, nó là poaching chứ nó không phải là confit. Vậy nên là mình nhìn thì mình biết là mọi người đang làm gì, nhưng mình chưa thử cách đó bao giờ. Thế nên là mình vẫn phải quyết định là mình giữ ý kiến của mình và mình làm theo cái mà mình biết, nghĩa là luôn luôn phải làm cái mình biết trước, thì làm cái mình không biết thì rất là khó lừa. Và đó cũng đã đến nửa thời gian rồi, mình không có thể thay đổi cái chiến thuật để có thể làm một cách khác được. Khi mà em làm thì em làm theo cái sous vide technique, là em cho cá hồi cùng với cả dầu ô liu, hai lát chanh, một ít miếng tỏi dập và vài cành tham cho vào, và em rút hết không khí ở trong cái túi đó ra. Em cho vào cùng với cả nước ở nhiệt độ khoảng mức độ là 45 độ. Em để trong vòng 20 phút. Cái món này là confit, cá hồi, không phải sous vide. Ít nhất là mình làm được cái điều là miếng cá đó trông nó sống và nhưng mà bên trong ăn nó vẫn chín. Cái này là em làm sai, em làm sous vide. Dạ. Mà cái màu của em là ok. Không. Em làm sous vide cũng hay. Sous vide á là cách nấu 30-40 mấy độ, là em nói đúng. Mà mình sous vide thịt cừu, thịt bò cho nó mềm. Em sous vide cá hồi nó mất cái texture của cá hồi. Mềm quá. Mềm. Ok. Mà em nấu hay, màu sắc cũng đẹp, mà cũng chín, trong cũng chín. Mà em làm sai thôi. Cái salad của em cũng ngon. Mình rất là vui vì nhận xét mà giám khảo đã chỉ ra những cái ưu điểm và nhược điểm trong cái món ăn của mình, và mình đã hiểu hơn về cái kỹ thuật sous vide cũng như kỹ thuật về confit, là nó có những cái điểm khác nhau ở đâu để mình có thể vận dụng tốt hơn ở thời gian tới. Hai người có món ăn ngon nhất ở vòng này đó là chị Lê Chi và Minh Nhật. Ngày hôm nay Cơ No bí quyết ngon khỏe tiếp lửa đam mê.